Vâng, hello, xin mời chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia sàn của mình ha. Thì bây giờ thì cũng lâu quá bên em chưa có qua ra video mới, tại vì cũng bận thì em chỉ có đăng lên những video ngắn thôi, nên vậy thì chị em cũng thông cảm ha. Thì khi nào mà bên em mà đăng những video ngắn nhiều á, là khi đó là bên em rất là bận, nên vậy thì anh chị cũng thông cảm. Khi nào có thời gian làm sẽ quay lên để thông tin cho anh chị biết là bên shop em còn những sản phẩm gì. Thì vâng, ngày hôm nay thì bên em còn một số máy Nokia thì đa số là full chức năng, và nói chung thì một số máy thì cũng hơi cũ và zin đó, và chung với máy hết. Đây như là Nokia N72 nè, bây giờ anh chị hỏi nè, còn chỉ có một cây duy nhất thôi đó, một cây màu đen. Đây là Nokia 71S là nắp trượt. Mấy cái này em chưa gắn pin, tại còn video đây thì bên em sổ hàng luôn. Nên vậy chị em nào mua thì cứ liên hệ cho bên em qua số điện thoại 0944440974 đôi ha. Đây là Nokia N80 nè, đó, nắp trượt luôn. Cái nào em giới thiệu xong em sẽ để một bên ha. E51 nè, bữa giờ cũng còn được mười mấy cây, tầm mười mấy cây đó. Cũng trùng email hết luôn ha. Để bên. Rồi Nokia nắp trượt 7230 đó, nói chung cũng cũ, vỏ cũ rồi theo thời gian. Này Motorola nè, Samsung nắp gập S36i đó. Bây giờ em cũng đang quay video ngắn ngắn á. Bữa nay thì bên em có thời gian em quay video để giới thiệu tất cả sản phẩm hiện tại còn để bên em sale trong dịp Tết này cho anh chị em mua về sử dụng luôn ha. Xài Tết. Này Samsung, Samsung gì đây? Z208. Mấy cây này xài thì pin trong khỏi nói luôn. Nokia N72 luôn. Đó. Màu hồng. Rồi đến bên luôn. Rồi Nokia E72. Hàng vỏ zin rất là bóng nè, đó. T-Mobile. Cũng trùng với mây luôn. Này 1202 nè. Đó, mấy cây này bên em cũng đang sale giảm giá nè, cũng còn được mấy cây sẽ hết hàng luôn. Mấy cây này anh em về quê xài nhỏ gọn làm mấy phụ. Rồi em đây luôn ha. S36 luôn. Đó. Mấy này mấy người lớn tuổi sử dụng rất là bền. Này iPhone 3GS. Con cây duy nhất. Tính để chơi mà thì thôi, trong cái video này em bán luôn. Chị em được mua thì cứ liên hệ cho em luôn ha. Đây. E72. Này Samsung. Samsung X688, nói chung là cây này là lắp gập. Đó. Đó. Sẽ có cái hiện cái đồng hồ đây nè. Hoặc là cuộc gọi đến thôi đó, nó sẽ hiển thị đây rất là đẹp. Ok, tiếp theo sản phẩm Nokia 7009. 7009 bữa giờ em cũng có đăng video á, có hướng dẫn đồ cách chỉnh đèn bàn phím thôi nè. Anh chị em có thể theo dõi thêm ha. Có một cây một duy nhất luôn. Đó. Hàng zin. Chung rồi giờ trùng với may hết. Cây Samsung. GT mấy á, em cũng không nhớ rõ chính xác tại con cây à, lâu lâu mới về con cây. Cây này thì cũng chung vỏ zin, trùng với may luôn. GT C3520. Đó, nắp gập. Rồi, tiếp theo. 7230, còn màu hồng nè. Để bên luôn ha. Đây là Sony. Sony này không có sạc, chỉ có cục pin nè. Anh chị em nào mua về thì phải kiếm cục pin nữa. Tại hàng nó độc quá không có pin luôn. Nokia N97. N97 nó có con cây một. Cũng hơi cũ một tí, giá rẻ cho anh em về xài sưu tầm chơi. Đó. Này là N97 lớn nha, chứ không phải mini nha. Mini thì nó rẻ. Đó. Có cảm ứng, cũng là bàn phím trực ngang. Cây này 6233 nè, nhưng mà độ cái vỏ 6234. Nhìn nó là đem chỉnh lại lấy nét lại. Đó.
Rồi tiếp theo Samsung nó cặp luôn đó. Samsung này C408 chưa biết đó. Nó gặp nó còn nhỏ nhỏ gọn bỏ túi đồ ok lắm. Rồi để em bơm ha. Noga 61 còn cây nhất. Mấy cây này mấy trăm. Thì em xài nghe gõ sưu tầm chơi vị trí thôi. Rồi C202 nắp trượt nè, vỏ viên bóng chưa các loại em mua về xài tết ok luôn. Cây này cây Samsung nhưng mà bên em pin này không có luôn, kiếm bữa giờ không có. Đó, giới thiệu cho anh em xem chơi thôi chứ cây đó không có pin. Cây này cây sáp, cây này sáp sẽ có cái đèn bên ngoài bằng màn hình ngoài này, báo giờ thôi với lại báo sóng nữa, không có sạc luôn. Mấy cây này đọc quá giờ bên em kiếm sạc không có luôn. Cây này LG GT, em sẽ đổi GB125 nắp. Em sẽ đổi đi coi cây này chính xác. Bây giờ mấy cây này lâu lâu nó có cây em cũng không để ý. Cây KU380 trùng bị may luôn đó, nắp trượt rất là mượt. Cây này sạc thì dễ kiếm. Rồi tiếp theo cây này Nokia 308 hai sim, cái Siri nè, cho Siri 6789 email á, 6789 nè email hôm bữa em cũng đăng lên á, email đẹp. Nokia hàng line new luôn, gần như mới, 3120 con cây một. Rồi Nokia C700 rất là đẹp luôn ha, con cây một. Nó không có bị mất nắp che nha, còn đầy đủ hết. Mấy cây này để lâu là nó dễ bị mất nắp che lắm, nhưng mà cây này còn. Samsung đó. Cây này là để em xem, thì cây này cũng có còn con cây à. Cây này có pin sẵn nè, C808 nè. Mấy dòng Z này xài nó rất là trượt, rất là êm đó. Cái này LG nó gặp nè, LG GB125 nè đó, nhìn giống siêu nhân đó, rất là gọn luôn. Đây một tay thôi đó, đó. Đó tặng người thân được cũng quá là ok luôn. Đây Motorola, cây này thì em kiếm sạc không có bữa giờ đó. Anh em nào mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0944440944 vui. Rồi tết thì bên em sale nguyên cái đống này luôn, là giá sẽ rất là rẻ luôn ha. Anh chị em nào muốn liên hệ mua cho thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại hotline ở bên dưới luôn nha. Rồi rất là cảm ơn em đã quan tâm theo dõi ha, thấy hay cứ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất từ Nova Sản Thành luôn nha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại trong những clip lần sau ha. Rồi cảm ơn, xin chào ạ.